trở thành tỷ phú cùng với Momo. Vào Momo, chờ vé số Keno giải thưởng 2 tỷ 10 phút quay một lần. Sau khi giằng co suốt trận đấu, Man United bất ngờ đánh bại Everton ở vòng tứ kết Carabao Cup với hai bàn thắng muộn của Edinson Cavani và Anthony Martial. Chung cuộc 2-0 là kết quả cuối cùng giúp cho Man United thắng ngay trên sân của Everton để giành quyền vào chơi trận bán kết. Cũng vào đêm qua, trước đối thủ thua kém về mọi mặt Stoke City, Tottenham dễ dàng giành vé vào bán kết Carabao Cup. Jordan Thompson là người ghi bàn duy nhất bên phía Stoke. Trong khi đó, những bàn thắng của Gareth Bale, Ben Davies và Harry Kane đã giúp đội bóng của Mourinho giành quyền chơi trận bán kết. Ở trận bán kết Carabao Cup, Man United sẽ đụng độ đại kình địch cùng thành phố Man City. Trong khi đó, Tottenham chỉ phải gặp đội bóng nhiều tiểu Brentford. Rạng sáng nay, Real Madrid đã đánh bại Granada với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng đến từ sự đột biến của Asensio và một pha bóng phản công mẫu mực ở phút bù giờ cuối cùng. Những người ghi bàn cho Los Blancos là Casemiro và Benzema. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Los Blancos ghi bàn kết liễu đối phương sau những pha phản công đỉnh cao ở phút bù giờ. Chiến thắng giúp Los Blancos nâng chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 6, đồng thời san bằng cách biệt 32 điểm với đội đầu bảng Atletico Madrid nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý của La Liga: Getafe hòa 1 đều với Celta Vigo, Alaves vượt qua Eibar với tỷ số 2-1, Betis thắng 1-0 trước Cadiz. AC Milan được thi đấu trên sân nhà ở vòng 14 Serie A và đối thủ của họ là Lazio. Đội bóng vừa thắng Napoli ở vòng đấu trước và cả hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi 5 bàn mãn nhãn tại San Siro. Những người ghi bàn cho đội khách lần lượt là Luis Alberto và Immobile. Trong khi đó, Rebic, Calhanoglu và Theo Hernandez là những người lập công giúp AC Milan giành chiến thắng 3-2 trước Lazio. 3 điểm quý báu giúp cho Milan xây chắc ngôi đầu và giữ được thành tích bất bại tại Serie A. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác: Roma thắng 3-2 trước Cagliari, Bologna hòa 2 đều với Atalanta, Inter Milan vượt qua Hellas Verona với tỷ số 2-1. Sau nhiều ngày tập trung, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận giao hữu với tuyển U22 vào chiều tối qua tại sân Cẩm Phả. Bất ngờ đã xảy ra khi các đàn em lứa U22 đã hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội, đội tuyển quốc gia đã lật ngược thế cờ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Văn Quyết, Xuân Trường và Đức Trinh là ba cầu thủ đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia. Theo lịch, hai đội sẽ tiếp tục đá thêm một trận giao hữu nữa tại sân Việt Trì vào ngày 27 tháng 12. Ở trận đấu này, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng nhiều trụ cột của đội tuyển quốc gia. Sau hai thất bại liên tiếp tại Premier League, Chelsea đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi hạ West Ham với tỷ số 3-0. Dù vậy, The Blues lại chuẩn bị có một trận đấu được dự báo khó khăn nữa với Arsenal tại Emirates vào đêm thứ Bảy. Tuy được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea sẽ không có được lực lượng tối ưu ở trận derby London này. Theo xác nhận từ huấn luyện viên Lampard ở buổi họp báo mới đây, cặp hậu vệ cánh tốt nhất của The Blues, Rich James và Ben Chilwell có nguy cơ vắng mặt. James bị chấn thương đầu gối và chưa rõ chính xác ngày tái xuất, còn Chilwell bị đau mắt cá chân trong trận thắng West Ham. Nếu bộ đôi này không thể ra sân trước Arsenal, đó sẽ là tổn thất lớn với Chelsea. Trong khi đó, Hakim Ziyech gặp vấn đề về gân kheo và chắc chắn không thể ra sân. Hồi tháng 5, Kieran Trippier bị FA cáo buộc vi phạm quy tắc cá cược vào tháng 7 năm 2019, thời điểm anh rời Tottenham chuyển đến Atletico. Nguồn tin của The Athletic cho biết, một nhóm bạn thân của Trippier đã đặt cược vào việc anh rời Tottenham chuyển đến Atletico. Trong bảng quy tắc của FA, việc tiết lộ thông tin nội bộ là một trong những vi phạm nghiêm trọng. Chính vì thế, FA xác nhận họ đã ra lệnh cấm Trippier chơi bóng và tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn cầu trong vòng 10 tuần tới, đồng thời phạt hậu vệ này 70.000 bảng. Tuy vậy, diễn biến mới nhất từ AS cho biết Atletico Madrid không công nhận lệnh cấm của FA, bởi lẽ họ không nhận được bất cứ thông báo nào từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Trở thành tỷ phú cùng ví Momo. Vào Momo, chờ vé số Keno giải thưởng 2 tỷ 10 phút quay một lần.